Và trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 3 năm 2024 Và đây đó chính là ở trên đường cầu kín zalo mà tôi đã đưa ra phân tích cũng như là nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày hôm nay Đầu tiên tôi có chốt cho anh chị em chơi đó chính là con bạch thủ lô 70 Như vậy là con bạch thủ lô 70 thì ngày hôm nay anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là ở à giải 4.3 Và tiếp theo tôi có chốt cho anh chị em chơi đó chính là con đề đặc biệt 79 Thì với giải đặc biệt của của ngày hôm nay anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây. Đó chính là con đề đặc biệt 79. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Và tiếp theo đó chính là ở trên được cầu kín Telegram thì ngày hôm nay rất là nhiều anh chị em chúng ta đã có chiến thắng rồi phải không ạ? Ở à đây thì có bạn Nhật Vượng thì bạn cũng đã có chiến thắng. Đó chính là con lô tô 70 và con đề đặc biệt 79. Và bạn có bảo với tôi rằng lay chơi con xiên nào đẹp anh và tôi có bảo với bạn em cứ ghép với đặc biệt và lô chắc chắn ăn luôn. Đó chính là con 70 và con 79 phải không ạ? Xin chúc chúc mừng bạn và tất cả anh chị em ngày hôm nay thì rất là nhiều anh chị em chúng ta đã có chiến thắng ở đây rồi bạn kim huệ thì có bảo với tôi rằng lay mà ăn tiếp tối em gửi anh 5 triệu luôn và tôi có bảo với bạn chắc chắn ăn rồi và lúc 18 giờ 20 phút tôi có bảo với tất cả anh chị em ăn lô 70 rồi anh em nhé bạn có bảo với tôi rằng vâng lay em được 700 điểm và tôi có bảo với bạn thế à phải không ạ xin chúc mừng với tất cả anh chị em ngày hôm nay thì quá là nhiều anh chị em chúng ta đã có chiến thắng rồi và để trước khi đi vào phân tích thì anh chị em chúng ta cùng nhau đi vào mấy cả kênh của tôi Đó chính là kênh Minh Phúc 89 Anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh Còn đã đăng ký kênh rồi thì hãy bấm vào quả chuông và chọn vào dòng tất cả Để đảm bảo quyền lợi của anh chị em đang xem và những người đang đăng ký kênh ở đây Khi mà tôi đưa ra những video để phân tích về những các đợt cầu Thì anh chị em chúng ta sẽ là người đầu tiên được đón nhận video đó Còn ai muốn được chơi những các con lô tô lộ, lô tô hàng hay là để VIP một số từ hội đồng bảo vệ thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 097 0979 để nhận được những các con số an toàn nhất chơi cho ngày mai. Và bây giờ tôi sẽ đi vào phân tích ở trên được cầu video. Với được cầu đầu tiên đó chính là được cầu Bạch Thủ Lô. Tôi sẽ lấy từ ngày 26 tháng 3 năm 2024. Với con số đầu tiên tôi lấy đến đó chính là con số trăm Làm ở giải nhất chúng ta được đó chính là con số 0. Tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số nghìn Làm ở giải 3.1 chúng ta được đó chính là con số 3. Cuối cùng tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng chục làm ở giải 3.3 chúng ta được đó chính là con số 7 và bây giờ thì tôi sẽ đi niên kết lại với nhau để tạo ra được cái đường cầu đó chính là đường cầu màu đỏ phải không ạ? À? Đường cầu màu đỏ này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi và tôi có đánh dấu đó chính là đường cầu số 1 và tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả đường cầu thứ hai, đường cầu màu xanh. Ở à, đường cầu màu xanh thì tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng nghìn, nằm con số hàng chục nghìn nằm ở giải 3.4 chúng ta được đó chính là con số 6. Tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng chục làm à 5 ở giải 3.5 chúng ta được đó chính là con số 0. Cuối cùng tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng đơn vị. 5 ở à giải 3.6 chúng ta được đó chính là con số 1. Và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái đường cầu đó chính là được cầu màu xanh được cầu số 2. Và cả hai được cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi tìm đó chính là con bạch thủ lô để chơi cho ngày 27 tháng 3 năm 2024. Đầu tiên tôi sẽ đi cộng tổng của ấy được cầu số 1 được cầu màu đỏ phải không ạ? Ở à đây tôi có 0 cộng với 3 cộng với 7 thì bằng 10 tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 0 tiếp theo tôi đi cộng tổng của ấy được cầu số 2 tôi có 6 cộng 0 cộng với 1 thì bằng 7 như vậy là bạch thủ lô 07 để chơi cho ngày 27 tháng 3 trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày 27 tháng 3 về con lô tô 07 anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là ở giải 5.2 xin chúc mừng với tất cả anh chị em và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày 28 tháng 3 năm 2024 thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con bạch thủ lô bạch thủ lô ở đây tôi có 3 cộng với 7 cộng với 2 thì bằng 12 tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 2 tiếp theo tôi có 9 cộng 8 cộng với 9 thì bằng 26 tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 6 như vậy là bạch thủ lô 26 để chơi cho ngày 28 tháng 3 trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày 28 tháng 3 thì về con lô tô 26 anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là ở giải 4.4 và rực rỡ nữa đó chính là ở à, giải 5.4 cho Anh Đồng tiếp tục giả về cho chúng ta thêm một nháy nô tô 26 nữa Xin chúc mừng với tất cả anh chị em Và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày mai Ngày 29 tháng 3 năm 2024 Anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con bạch thủ lô Ở à đây tôi có 1 cộng 6 cộng với 4 thì bằng 11 Tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 1 Tiếp theo tôi có 6 cộng 8 cộng với 1 thì bằng 15 Tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 5 Như vậy là ngày mai thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho cho tôi đó chính là bạch thủ lô 15 năm và song thủ lô thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con nô tô 41 và 14 anh chị em nhá như vậy là ở à, được cầu bạch thủ và được cầu xong thủ thì tôi đều đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai anh chị em nào trụ cầu kết số chúng ta cùng nhau chơi không trụ cầu không kết số chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo và bây giờ thì tôi sẽ đi vào phân tích đó chính là ở à, được cầu lô tô rơi và được cầu lô tô kép đầu tiên đó chính là ở à, được cầu lô tô rơi thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi ở đây đó chính là cái con à, nô no tô rơi con nô no tô rơi à, 50 anh chị em nhé còn lô tô rơi 50 thì ở được cầu gần đây nhất anh Đồng đã giả về cho chúng ta hai ngày liên tiếp lên là ngày mai thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi. Tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi thêm một con lô tô rơi nữa. Con lô tô rơi nữa mà tôi muốn anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi ở ngày mai đó chính là con lô tô rơi 61. Con lô tô rơi 61 thì ở được cầu gần đây nhất anh Đồng đã giả về cho chúng ta ba ngày liên tiếp rồi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào mấy cái được cầu đó chính là được cầu lô tô kép. À được cầu lô tô kép thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi ở đây đó chính là con lô tô kép 44 con lô tô kép 44 thì ở được cầu gần đây nhất anh đồng đã giả về cho chúng ta hai ngày liên tiếp thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi tiếp theo anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi thêm một con lô tô kép nữa đó chính là con lô tô kép 77 con lô tô kép 77 đang có biên độ đó chính là ba ngày chưa ra ngày mai là ngày thứ bốn thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi ở được cầu xuyên quay thì chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là 50 61 44 và 77 Như vậy là ở à, những các được cầu về lô Thì tôi đều đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định Để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai Và bây giờ thì tôi sẽ đi vào phân tích Đó chính là ở được cầu gian đe Ở à, được cầu gian đe này thì tôi sẽ lấy Đó chính là ở bảng thống kê đặc biệt theo tuần Và tôi sẽ lấy từ ngày đó Chính là cái ngày à, 26 tháng 3 Cho đến cái ngày đó chính là ngày 29 tháng 3 Năm 2024 Để cho anh chị em chúng ta cùng nhau kiểm chứng Phải không ạ? Như vậy là ở à, được cầu đầu tiên được cầu màu xanh này để cho chúng ta kiểm chứng ở đây đã được hình thành rồi thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả được cầu thứ hai được cầu màu hồng. À được cầu màu hồng thì tôi sẽ lấy từ ngày 21 tháng 3 cho đến cái ngày 24 tháng 3. Ở à, đây thì tôi sẽ lấy đến đó chính là hai con số nằm ở à giải đặc biệt gồm con số hàng chục nghìn và con số hàng nghìn. Như vậy là à được cầu màu hồng này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả được cầu thứ hai được cầu màu đỏ. Được ở à, đường cầu màu đỏ này thì tôi sẽ lấy từ ngày mùng 6 tháng 3 cho đến cái ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024. Ở đây tôi sẽ lấy đến ba con số cuối cùng ở giải đặc biệt gồm con số hàng trăm, con số hàng chục và con số hàng đơn vị. Như vậy là cả ba được cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi kiểm chứng ở cái ngày đầu tiên, đó chính là ngày 26 tháng 3. Tôi sẽ lấy từ ngày mùng 6 tháng 3 để đi ghép với cả ngày 21 tháng 3. Thì ở đây chúng ta có những các con đề để chơi như sau. 8998 phải không ạ? 8338. Tiếp theo ở đây thì chúng ta tiếp tục có hai con số 9 này trùng lập nhau thì anh chị em chúng ta sẽ lấy bóng của số 9 đó chính là con số 4 chúng ta có 8448. Ở đây chúng ta có 10991, 1331 và 1441. Như vậy là ở à, cái được cầu dàn đề này, tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 26 tháng 3. À, ngày 26 tháng 3 với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây, đó chính là con đề 19. Con đề 19 này nằm ở trong cái được cầu dàn đề mà tôi tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chờ ở đây và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày 27 tháng 3 tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày mùng 7 tháng 3 để đi ghép với cả ngày 22 tháng 3 thì ở đây chúng ta có những các con đề để chơi như sau 9009 9449 và 9779 tiếp theo chúng ta có ở đây đó chính là 5005 5445 và 5775 Như vậy là ở à, cái đường cầu dàn đề này Tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định Để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 27 tháng 3 à, Ngày 27 tháng 3 Thì với giải đặc biệt anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây Đó chính là con đề 45 Con đề 45 này nằm ở trong cái đường cầu dàn đề Mà tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định Để cho anh chị em chúng ta chơi ở đây Xin chúc mừng với tất cả anh chị em Và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo Đó chính là ngày 28 tháng 3 Tôi sẽ lấy từ ngày 8 tháng 3 Để đi ghép với cả ngày 23 tháng 3 thì ở đây chúng ta có đề đó chính là 5335 5005 5775 tiếp theo chúng ta có đó chính là 9339 9009 và 9779. Như vậy là ở à, cái được cầu dàn đề này, tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho cái ngày 28 tháng 3. À, ngày 28 tháng 3 thì với giải đặc biệt anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây, đó chính là con đề 79. Con đề 79 này nằm ở trong cái được cầu gian đề mà tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi ở đây. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày mai, ngày 29 tháng 3 năm 2024 thì tôi sẽ nấy từ ngày đó chính là cái ngày mùng 9 tháng 3 để đi ghép với cả ngày 24 tháng 3. Thì ở đây đầu tiên chúng ta có đó chính là con đề 8008. Tiếp theo chúng ta có 8448 và 8118 phải không ạ? Ở đây thì chúng ta có con đề 3003, 3443 và 3113. Như vậy là ở à, cái được cầu dài này tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai, ngày 29 tháng 3. Anh chị em nào trụ cầu kết số thì chúng ta cùng nhau chơi, không chủ cầu không kết số chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo để tránh cái tình trạng anh chị em chúng ta mất tiền mất lực mà lại thêm bực vào người liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979094894 để nhận được những các con lô tô lộ lô tô hàng từ hội đồng báo về anh chị em nhé